Còn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, những ngày này thì các gia đình đều đang tranh thủ những ngày cuối tuần để dọn dẹp nhà cửa, trang trí lại bàn thờ gia tiên để đón chào xuân mới. Đối với các gia đình ở đồng bằng sông Cửu Long, công việc đánh bóng lưu đồng luôn được xếp vào nhóm ưu tiên và nhất định phải làm. Bởi theo quan niệm dân gian, độ sáng bóng của bộ lưu đồng vừa thể hiện tấm lòng hiếu kính của con cháu đối với ông bà tổ tiên, vừa có ý nghĩa rất quan trọng trong những ngày đầu năm. Công việc này anh Nhân chỉ làm mỗi năm một lần, không có ngày cố định và cũng chẳng đợi ai nhắc. Ngày trước thì chùi lư bằng lá khóm, chanh và cơm mẻ. Giờ chỉ cần mua cục đá chùi lư ngoài chợ, đem trộn với dầu lửa là có hỗn hợp chùi lư. Chà tới đâu, sáng màu tới đó. Khi mình chùi sáng gì nữa không, rồi mình đưa vô lấy bông gòn á. Lấy bột mì cái mình tẩy, mình làm bóng lại. Đưa lên gì là nó bóng đẹp lắm. Chung cũng không cực gì nhiều, chủ yếu là quẩn cái mình chùi vậy đó. Hai bộ này mình chùi có khoảng không được ngày là gọi nha. Mà khi mà mình chùi thành cái cục trắng trắng đó, mình nhìn giờ mình nhìn cũng trong bụng mình thấy cũng mát bụng nữa. Bộ lưu đồng được đặt ở nơi trang trọng nhất trong nhà, gắn liền với bàn thờ gia tiên. Thế nên độ sáng bóng của bộ lưu trong mấy ngày Tết cũng có ý nghĩa rất riêng. Chùi lưu ăn Tết không chỉ là giúp nhà cửa thêm phần tươm tất mà còn là giữ truyền thống của ông bà để lại. Thì rõ ràng là Tết năm nào phải chùi sáng bóng là tôn trọng cái sự thờ cúng của đối với gia đình và ông bà. Bộ lư là coi như là nhà nào cũng có. Đó. Chùi cho nó sáng bóng. Dòm vô cái bàn thờ tổ tiên mình là vừa bụng rồi đó. Tuy ngày nay nhiều nơi đã có máy chùi lư, nhưng nhiều người vẫn thích tự chùi ở nhà. Chưa hẳn chỉ để tiết kiệm, mà tự chùi sẽ giúp bộ lư ít hao mòn, sáng bóng lâu hơn và cũng thể hiện được tấm lòng của mình với tổ tiên.